Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem dừa mình đã có được những cái trái đầu tiên. Hôm nay nó là năm tầng, đã được năm tầng một bữa rồi. Thì đây là những cái trái đầu tiên, có thể là 4 ngày nữa mình có thể thu hoạch được. Cũng có trái đã gần hái được rồi nè, nhưng mà dưới cái này đậu cũng không có nhiều, do thời tiết nó không có thuận. Hôm nay trời mát nhiều quá, nó bị giọt hay dợp thì mình không chưa biết, nhưng mà các bạn thấy không, trái bên này nó bắt đầu nó buông đổ xuống rồi nè. Có thể 3 ngày nữa mình sẽ thu hoạch, mong các bạn đón xem ha. Rồi, bye bye, chào cả nhà.